Thưa quý vị, nụ hôn là một nghi thức giao tiếp trong xã hội để thay lời chào cũng như lời nói tạm biệt, là cử chỉ để hai người gửi lời yêu thương. Nụ hôn từ trước đến nay thì luôn luôn được nhân loại tôn sùng như biểu tượng vĩnh cửu bất diệt của tình yêu. Thế nhưng dưới góc độ của y học, qua con mắt của các nhà nghiên cứu thì nụ hôn còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn tuyệt vời mà không phải ai cũng biết. Trong chương trình ngày hôm nay, Dr. Happy sẽ cùng các bạn khám phá những điều bí ẩn này. Quý vị, qua những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn quý vị cũng đã nhận ra một cô gái rất xinh xắn dễ thương, đó chính là người mẫu diễn viên Đoàn Trang Nhung, và chính cô cũng là khách mời trong chương trình Dr. Happy ngày hôm nay. Xin chào Trang Nhung, cảm ơn Trang Nhung đã dành thời gian tham gia và chia sẻ với chúng tôi trong ngày hôm nay. Trang Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dr. Happy trên O2 TV. Xin chào chị Trang, chào Dr. Happy. Nhung này, chúng tôi vừa được theo dõi những hình ảnh mà đó là những vai diễn của bạn trong những bộ phim truyền hình. Vậy tôi xin được hỏi là những cảnh hôn ở trong phim với những cảnh ngoài đời, hôn ngoài đời thì Trang Nhung sẽ thấy khác gì? Có thể Trang Nhung chia sẻ điều này với khán giả của O2 TV được không? Đương nhiên là có rất nhiều sự khác biệt. Tại vì khi mà mình có nụ hôn với người bạn trai của mình thì cái nụ hôn đó đem đến cho Nhung rất nhiều cảm giác. Đó là sự hưng phấn này. Tuy nhiên giữa hai người có cảm tình với nhau thì sẽ đem đến cái sự gắn kết nhiều hơn. Còn đối với trong nghiệp diễn thì gần như những cảnh đó là khi đó Nhung hòa mình vào trong vai diễn của nhân vật thì ít nhiều cũng có tình cảm với người bạn trai đó, nhưng nó chỉ là một trong khoảnh khắc nào đấy thôi chứ không phải là trong đời thường. Vì tôi thường thấy là đối với những diễn viên thì mà để nhập vai được tốt hơn thì thường là họ cũng phải có những cái cảm xúc thật tốt. Tôi xin hỏi là trước mặt ống kính, trước mặt mọi người thì để mà diễn một cảnh hôn với một người mà không phải người yêu của mình, chỉ là một vai diễn, một đối tác của mình thôi, thì những nụ hôn có khó hay không ạ? Lần đầu tiên mà Nhung đóng cái cảnh hôn bạn diễn của mình ấy, là quay ở ngoài công viên trong thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy thì ngoài đoàn phim ra, ngoài những cái người đi theo mình để lo cho mình ấy, thì có rất nhiều khán giả, rồi là những người dân ở gần đó, họ đi tập thể dục này. Trước đó thì Nhung chỉ quen hôn bạn trai của mình thôi, chứ cũng chưa từng làm điều đó với một người gần như là xa lạ.
tuy rằng là cũng có một thời gian quay chung cùng với nhau, nhưng cái tình cảm nó chỉ đến một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng cũng rất may sau đó thì được mọi người ủng hộ và cũng động viên cho là chỉ hướng dẫn cho là nên làm như thế nào để có cái cảnh quay rồi là có cái góc quay ấy, nhìn nó vẫn là đẹp nhất. Thì nhưng rất may là cũng hoàn thành tốt. Thực ra thì rất nhiều người đặt một cái câu hỏi là nụ hôn bao giờ phải xuất phát từ một cái tình cảm thật, từ một cái tình yêu chân chính giữa hai người thì nụ hôn nó có giá trị, có ý nghĩa. Nhưng tại sao các diễn viên vẫn có những nụ hôn rất là ngọt ngào, rất là đầm thắm, mà khi mà chúng ta xem những thước phim như thế chúng ta rất là ao ước, ước gì tôi cũng được như thế. Thì lúc bấy giờ cái người mà diễn viên bấy giờ người ta không phải hôn theo cảm xúc của người ta nữa, mà chính vì người ta hôn bằng chính vì cảm xúc của nhân vật. Những ai mà có một cái nụ hôn rất là đẹp trên phim ấy, chính là những người mà nhập vai vào cái nhân vật đấy rất là tốt. Chúng ta thấy rõ ràng là đối với mỗi người thì nụ hôn có những ý nghĩa cũng riêng, mà tất nhiên là nó là sự bày tỏ tình cảm. Và tôi cũng được biết là trong y khoa thì cũng có rất là nhiều những cái cuộc nghiên cứu về nụ hôn. Vậy thì đối với yếu tố sức khỏe thì không biết là nụ hôn mang lại điều gì, thưa Dr. Happy? Như chúng ta biết đấy, thì trong cuộc sống thì chúng ta không bao giờ thiếu nụ hôn. Nụ hôn có thể diễn ra khắp nơi, có thể là những nụ hôn của tình bạn, nụ hôn của cha mẹ và nụ hôn của hai người thương yêu nhau. Nhưng trên hết, cái thông điệp của cái nụ hôn đấy bao giờ cũng gửi một cái tình cảm sâu sắc từ người nọ đến người kia. Cái nụ hôn là có một cái giá trị rất là quan trọng trong cuộc sống. Đầu tiên, khi mà chúng ta hôn nhau với cái chìm đắm trong cảm xúc thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng nhịp tim của chúng ta có cái sự ổn định rất là tốt. Nó giúp chúng ta điều chỉnh được cái nhịp tim, điều chỉnh được cái huyết áp trong cuộc sống hàng ngày. Gần đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi mà chúng ta hai người mà hôn nhau, cái nồng độ hormone sinh dục nó được tiết ra rất là nhiều. Nó tạo cho cái cảm xúc cho một cái đôi uyên ương. Vì vậy mà nó như là một cái mồi lửa châm ngòi cho cái hoạt động, những cái hoạt động tiếp theo. Khi mà chúng ta hôn nhau một nụ hôn thực sự ngọt ngào thì tạo cho cái người phụ nữ cái cảm xúc đê mê và tiến tới giúp họ, thúc đẩy họ đến một cái cảm xúc khác, đấy là cái cảm xúc về tình dục. Ngoài ra thì nụ hôn thì cũng có thể giúp cho chúng ta tiết ra được rất là nhiều cái endomorphin trong não. Và chính cái endomorphin này nó là một cái tác nhân mà kết nối lại giữa các tế bào ở trong não với nhau và làm cho chúng ta tỉnh táo hơn, xúc cảm hơn. Và hơn nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta giảm đau rất là nhiều. Một số nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng cái này, nụ hôn nó có tác dụng làm tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Rõ ràng là khi chúng ta hôn nhau, hệ thống mạch máu hoạt động tốt hơn, hệ thống miễn dịch được hoạt động hoạt hóa nhiều hơn. Vì vậy mà nó có khả năng giúp cho các bà mẹ mang thai chống lại được một số cái loại virus mà nó có vốn ảnh hưởng đến thai nhi. Và các tác giả đã khuyên rằng là các bà bầu thì nên thực hiện nụ hôn đều đặn hơn, thường xuyên hơn. Thì đấy là một trong những cách mà giúp cho chúng ta phòng chống bệnh cho thai nhi rất là tốt. Và một cái điều nữa mà chúng ta thấy rằng là khi mà hôn nhau, hai người hôn nhau, một cái nụ hôn mà đạt được khoái cảm tốt thì nó làm cho cơ thể của chúng ta tiết ra được cái nồng độ corticoid rất là cao. Và chính các cái corticoid này nó giúp cho chúng ta chống lại được cái stress trong cuộc sống. Tất nhiên là tôi phải nói rằng nụ hôn ngọt ngào không phải là nụ hôn nào nó cũng có những tác dụng như thế. Hơn hết là phải những nụ hôn mà thật lòng từ những người yêu thương mình, chứ không phải những nụ hôn xã giao hoặc là những nụ hôn gì mà lại mang tính chất bí ẩn đằng sau, nó là cái sự dối trá thì nó không có tác dụng. Không biết Trang Nhung có thắc mắc không, nhưng mà tôi thì còn băn khoăn rằng là giữa người nam giới và người phụ nữ thì nụ hôn khác như thế nào và nó đem lại ý nghĩa gì đối với nam giới và phụ nữ ạ? Thực ra cái này thì chúng ta hình dung như thế này, nam khác nhau và nữ khác nhau. Chính vì vậy và hai cái cá thể này đón nhận cái nụ hôn nó cũng khác nhau. Tất nhiên về mặt sinh học thì cái tác dụng của nụ hôn thì nó đều như nhau cả. Thế tuy nhiên thì cái ý nghĩa mà nụ hôn đối với mỗi một người nó lại khác nhau. Thường nam giới khi mà phát một cái tín hiệu nụ hôn ra cho người mình yêu, đấy là cái lúc mà anh ta báo hiệu rằng nào chúng ta hãy bắt đầu. Thế còn và ngược lại, khi mà người phụ nữ mà phát ra cái tín hiệu về bắt đầu một cái nụ hôn trước đối với người bạn trai của mình thì người phụ nữ chưa chắc đã gửi đến cái tín hiệu đó, rằng thông điệp là lại hoạt động tình dục mà đấy là gửi là em rất yêu anh ngày hôm nay, ví dụ thế chẳng hạn. Thì cái thông điệp của giữa hai bên nó khác nhau. Và khi mà người đàn ông trao cho người phụ nữ cái nụ hôn như thế thì nó đối với người phụ nữ tiếp nhận nó
và nó có tác dụng kích thích cho người phụ nữ hưng phấn hơn, khoái cảm hơn. Có thể ngay từ ban đầu khi chưa có nụ hôn thì người phụ nữ chưa có cảm xúc gì cả, chưa có ham muốn về chuyện đêm nay chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà sau khi được tận hưởng một cái nụ hôn ngọt ngào đi thì cái cảm xúc của ta sẽ thay đổi từ cái chỗ vui vẻ tới chỗ hưng phấn, và người ta dẫn đến cái chuyện người ta có cảm hứng đối với chuyện hoạt động tình dục. Chính vì vậy nam giới thường là trước khi anh ta muốn thì bao giờ anh ta cũng bắt đầu bằng cái nụ hôn trước. Và đây hầu như là một cái phần mà không thể thiếu được trong mỗi một cuộc chăn gối khi của một cặp vợ chồng. Vâng, nó mang lại thật là nhiều ý nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần chúng ta nghĩ rằng là trao gửi lời yêu thương, đúng không ạ? Anh cũng là nam giới và đặc biệt lại là một người nghiên cứu về lĩnh vực tình dục học và nam học nữa. Vậy xin hỏi anh rằng đối với câu chuyện sinh sản ở người nam giới thì nụ hôn mang lại điều gì cho người nam giới ạ? Đối với nam giới thì bao giờ người nam giới cũng có muốn có một cái ý rằng là muốn truyền lại cái năng lực của tình yêu của mình, cái khả năng về sinh sản và khả năng về tình dục của mình qua cái nụ hôn. Ví dụ một người đàn ông dành cho bạn gái của mình một cái nụ hôn rất là mạnh mẽ, gấp gáp, thì đấy nó thể hiện rằng cái năng lực của tình dục của anh ta rất là dồi dào. Trong cái chuyện tình dục thì anh ta luôn luôn là một người mạnh mẽ, luôn luôn là một người xông xáo, và đôi khi nó có phần một chút gì đấy là rất là thô lỗ cái chỗ rằng đây rất là mạnh bạo và không quan tâm gì đến cảm xúc của người phụ nữ. Thế nhưng mà đối với một chàng trai mà dành cho một cô gái một cái nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm, âu yếm, cái từ từ thì đấy nó lại truyền một cái thông điệp rằng là anh là người rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị, kín đáo, trong cả một cuộc tình anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của em. Đấy là những cái mà cái thông điệp rất là khác nhau. Có những người thì có một cái nụ hôn mà rất là hờ hững, thể hiện rằng là anh phải thực hiện cái điều này, nó chỉ là một nghĩa vụ chứ không phải là một chuyện là xuất phát từ thực tâm tình cảm của anh. Hoặc có thể là hôm nay là anh không muốn. Đấy, ví dụ thì cái cung bậc của cái nụ hôn như thế thì người phụ nữ hơn ai hết, người phụ nữ là cái người mà cảm nhận cái điều này rất là tốt khi mà chàng trai dành cho mình một nụ hôn, và qua đấy thì chúng ta đoán được cái trạng thái xúc cảm của anh ta. Hôm nào vui thì anh ta cũng dành cho những cái người bạn gái của mình những cái nụ hôn ngọt ngào hơn, đằm thắm hơn. Khi nào buồn thì dành cho bạn gái những nụ hôn nó hờ hững hơn và nó kém thông điệp hơn. Không biết là Nhung thấy sao với những cái lời chia sẻ của Dr. Happy? Đấy là lĩnh vực nghiên cứu khoa học ạ. Nhưng mà không biết là dựa trên thực tế thì bạn có cảm nhận được những cái cảm xúc của người mình yêu khi mà đón nhận những nụ hôn của anh hay không? Đúng là khi nào mà bạn trai của em cảm thấy tình cảm rất là dồi dào thì anh luôn tặng cho em những nụ hôn ngọt ngào hoặc là rất là cuồng nhiệt. Còn có những lúc mà tình cảm đi xuống thì nó một chút gì đấy nó hờ hững. Đúng rồi. Thật sự là mình cảm nhận thấy và cũng hơi buồn đôi chút, nhưng rất may là nó cũng qua đi rất là nhanh. Vâng. Trang Nhung sẽ cảm thấy như này: khi nào mà anh ấy vui, trong công việc mà anh đạt được mọi thứ theo ý muốn, hoặc có thể nói thẳng là thế này, có thể anh kiếm được nhiều tiền, tâm trạng rất là vui, thì cái nụ hôn anh dành cho Trang Nhung sẽ rất là khác. Và khi nào mà anh có gặp một cái vấn đề gì trục trặc ở cơ quan thì chắc chắn cái nụ hôn nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và qua đấy người phụ nữ sẽ cảm nhận được cái tâm trạng của người yêu của mình rất là rõ. Ngoài việc là chúng ta cảm nhận được thì chúng ta, những người phụ nữ cũng sẽ biết cách để nào làm như thế nào để có thể có lại cái nụ hôn và có thể là truyền lại cái nụ hôn của mình cho người nam giới để xoa dịu. Nó cũng là liều thuốc chữa bệnh chứ không phải là chỉ mỗi đàn ông chữa bệnh cho phụ nữ, mà phụ nữ cũng sẽ có thể là chữa bệnh được cho đàn ông, nhất là khi mà họ gặp những cái vấn đề trục trặc như vậy. Vậy thì tôi xin hỏi thêm Trang Nhung một chút hơi riêng tư, đấy là bạn thích cái cách hôn nào, tư thế hôn nào ở người đàn ông, ở người bạn trai của bạn? Những lúc mà Nhung gặp buồn, chuyện buồn hoặc là gặp một cái vấn đề gì đó trong công việc, trong cuộc sống thì thật sự là rất cần cái cử chỉ âu yếm từ người bạn trai của mình. Thì lúc đấy Nhung thật sự là muốn một cái nụ hôn dài. Lúc đấy là một cái nụ hôn mà nhẹ nhàng kéo dài từ từ vì nó có tác dụng xoa dịu cái tâm trạng. Nó như là cái liều thuốc cho mình ngay lập tức. Còn những khi vui vẻ đôi khi những nụ hôn rất là nhanh nhưng nó lại cảm làm cho mình thấy rất là vui vẻ và cảm thấy trẻ rất là nhiều. Và Trang Nhung có để ý xem những lúc mà Trang Nhung buồn hoặc có tâm trạng gì đấy, khi mà Trang Nhung nhận được một cái nụ hôn nhẹ nhàng của người bạn trai, Trang Nhung sẽ có cảm giác như rằng mặc dù anh không nói đâu, nhưng chắc chắn là Trang Nhung sẽ có cảm giác rằng em yên tâm đi, anh luôn luôn bên cạnh em. Và đấy là cái lời mà vỗ về mà người phụ nữ rất là thích. Đôi khi mà nam giới không cần nói bằng lời, tất cả những cái cử chỉ như thế, đặc biệt là cái nụ hôn, thì nó giúp cho chúng ta đã truyền tải cái thông điệp của chúng ta muốn nói. Thưa quý vị, mỗi người có cách thể hiện nụ hôn với người mình yêu một cách khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem khán giả chia sẻ về những nụ hôn của họ như thế nào. Nụ hôn diễn ra trong hoàn cảnh thì nó cũng là hoàn cảnh, tùy vào hoàn cảnh thôi. Nhưng nào mà
Nhưng mà tôi nghĩ là trong hoàn cảnh lãng mạn thì sẽ tốt hơn. Và tôi thích hôn về má của bạn gái. Riêng bản thân tôi thì tôi thích một nụ hôn bất ngờ, có thể là hôn vào môi hoặc là thơm lên má. Mình thích một nụ hôn trong một buổi chiều nhiều gió, lãng mạn. Mà một nơi trên cao thì mình cảm thấy rất thích. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Mình cảm thấy như thế, hai người rất là tình cảm mà nụ hôn thì rất là ấn tượng đấy chứ. Kiểu lãng mạn chẳng hạn, trong một cái cảnh không gian lãng mạn đấy thì mình thích hôn thôi. Chắc chắn là môi đấy. Có thể là hôn môi là chủ yếu. Tôi thường thấy thì về cách hôn thì không chỉ đơn thuần là người ta sẽ chọn cách hôn môi. Có rất nhiều vị trí mà người đàn ông có thể hôn ở người phụ nữ, ví dụ như hôn tai, hôn cổ hay hôn gáy. Vậy thì những cái vị trí như thế này thì nó thể hiện cái điều gì và cái cách hôn như thế nào? Như Dr. Happy vừa chia sẻ thì khi người đàn ông hôn thì sẽ thể hiện rằng đấy là mình là một người mạnh mẽ hay là một người yếu đuối, hay mình là một người cuồng nhiệt hay là một người rất là nhẹ nhàng. Vậy thì những cái vị trí thì nó cũng sẽ thể hiện điều gì ở người đàn ông ạ? Nói chung là trên cơ thể người phụ nữ tất cả các vị trí đều, mỗi một vị trí nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ trong một cái nụ hôn dành cho một người bạn thì bao giờ chúng ta cũng có thể là hôn tay. Cái nụ hôn mà dành cho một người ít tuổi hơn thì người ta có thể hôn trán. Và một cái nụ hôn mà dành cho người mình yêu thương thì người ta có thể hôn má, hôn môi. Nhưng mà khi mà cái nụ hôn mà để một cái mục đích mà để mang tính chất là tạo cảm hứng kích thích cho chuyện tình dục thì nó lại ở rất là nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ ở tai nó có tạo một cái cảm giác mới mẻ cho người phụ nữ, ở ngực thì tạo cho người phụ nữ một cái cảm xúc dâng trào, và ở những cái phần khác nhạy cảm hơn thì tạo cho người ta cái hưng phấn tốt hơn. Chính vì vậy mà nụ hôn được tất cả các nam giới sử dụng nó giống như một cái liều thuốc kích thích ấy. Bình thường thì vốn dĩ người phụ nữ rất e dè rồi và rất không chủ động trong cái chuyện đấy rồi, nhưng mà nếu mà người nam giới mà biết lôi kéo được người bạn của mình, người vợ của mình vào trong cái cuộc chiến đấy sớm hơn, phá vỡ đi cái rào cản ngăn cách về cái chuyện tâm lý e ngại của người ta thì nam giới thường sử dụng đấy là cái nụ hôn. Anh ta có thể hôn vào tai, có thể hôn vào ngực, có thể hôn vào những cái vùng kín và tất cả những cái vùng nhạy cảm, nó đều tạo cho người phụ nữ một cái cảm xúc rất là dâng trào. Và khi mà người ta đã vào cuộc rồi thì người ta sẽ đam mê hơn và hưng phấn hơn. Chứ nếu ngay ban đầu mà chúng ta không phá vỡ được cái tâm lý đấy thì rất là khó. Điều này thì cực kỳ rõ khi mà chúng tôi ngồi khám bệnh, mà các bạn nam giới đến khám, khi mà phỏng vấn là từ các bạn trẻ cho đến các người trung niên cho đến các bác có tuổi thì hầu như ai cũng phải sử dụng cái nụ hôn để trước đấy. Điều đấy chứng tỏ rằng là cái nụ hôn nó rất là quan trọng. Tôi băn khoăn thêm ạ, vị trí đã góp phần quan trọng rồi, nhưng cái tư thế đứng hôn hoặc là ngồi hôn và những cái tư thế khác nhau khi hôn thì cũng sẽ mang lại những cái điều gì cho người đàn ông cũng như là người phụ nữ ạ? Thực ra cái tư thế hôn thì nó mang lại cho người phụ nữ cái cảm xúc rất là nhiều. Ví dụ một người nam giới bất thình lình ra ôm vai người yêu của mình và hôn một nụ hôn từ đằng sau ra mé tai, đấy thì tạo cho người phụ nữ cái cảm giác rất là đột ngột nhưng mà lại không kém cái phần mà xúc cảm. Thì nếu một cái nụ hôn mà từ mé sườn sang thì tạo cho người phụ nữ cảm giác một cái cảm giác rất là bất an, bởi vì rõ ràng là anh đã không đối mặt với mình, anh đã không dám nhìn thẳng vào mặt mình, anh chỉ chếch ngang từ đằng sau sang, và như thế là tạo cho cái người phụ nữ một cái sự nghi ngờ. Thế còn trong cái chuyện tình dục thì cái nụ hôn ở cái tư thế mà mặt đối mặt là cái nụ hôn mà tạo cho người phụ nữ cái hưng phấn nhiều nhất. Bởi vì sao? Lúc bấy giờ người phụ nữ cảm thấy rất là an toàn, được che chở. Và khi mà người phụ nữ được cảm thấy an toàn, che chở thì người ta có thể làm tất cả mọi thứ. Người ta có thể hòa mình, đốt cháy mình vào trong cái cuộc tình, cuộc yêu đương đối với cái người nam giới. Vâng, liên quan đến tư thế, vị trí và tôi hỏi thêm một chút đó là bối cảnh ạ. Nếu như mà hôn nhau ở một cái vị trí nào không lãng mạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy cũng xin Dr. Happy chia sẻ thêm là những bối cảnh liên quan như thế nào đến ý nghĩa của nụ hôn, và đặc biệt là nó sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống chăn gối của họ. Vâng. Đúng là cái hoàn cảnh hôn thì nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến ý nghĩa và cả cảm xúc của cái người đón nhận cái nụ hôn đấy. Rõ ràng ban ngày ban mặt thế này rất đông người, như thế này hôn lúc đấy là nụ hôn nó chỉ mang tính chất rất là xã giao. Nếu mà trong cái không gian mà hai người với nhau yên lặng, tĩnh lặng với nhau thì cái nụ hôn nó chuyển tải cái thông điệp cho hai người nói lời yêu đương nhau. Cái nụ hôn vào ban đêm trên một cái nền nhạc nhẹ nhàng du dương thì nó tạo cái cảm xúc cho người phụ nữ rất là nhiều, và đấy chính là cái tín hiệu mà người nam giới muốn phát ra để cho người phụ nữ tiếp nhận
ý muốn nói rằng là chúng ta cùng giao ban và bây giờ anh là người đang rất là có hứng. Khi mà hai người ở bên nhau, riêng tư hơn thì tôi nghĩ là cái sự chia sẻ và cái nụ hôn gửi gắm cho nhau nó cũng khác hơn. Có thể là cái văn hóa của người châu Á chúng ta thì không như là các nước châu Âu hay là ở châu Mỹ, vì họ thường là họ có thể công khai thể hiện tình yêu của mình ngay trước mặt mọi người, nhưng mà với người châu Á thì sẽ thường là những chỗ riêng tư là nơi mà để họ thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn. Xin được hỏi thêm như thế này ạ. Dr. Happy có nghĩ rằng những người nam giới, những bạn trai nên học hôn, nên có kiến thức về hôn để có thể là không chỉ đơn thuần đó là mang lại một cái sự chia sẻ, gửi lời yêu thương đến người bạn gái, đến người vợ của mình, mà nó còn giúp cho họ có thêm nhiều cái cách để có thể là giúp cuộc sống chăn gối của họ phong phú và hạnh phúc hơn không? Điều này rất là đúng, bởi vì tôi nghĩ rằng nó là một kỹ năng mà không phải là người nam giới, kể cả phụ nữ cũng thế, không phải ai cũng có và chúng ta phải học. Rõ ràng là khi mà ngồi khám bệnh thì chúng tôi, đặc biệt là những buổi mà khám về chuyên về tư vấn về tình dục học, thì chúng tôi mới thấy rằng là khi mà các bạn gái đến khám ấy, có những bạn gái rất là phàn nàn về cái chuyện rằng bạn trai quá xuồng xã, dành cho họ một cái nụ hôn mà rất là xuồng xã, mà chính cái nụ hôn nó lại phản tác dụng. Ví dụ một bạn đến, bạn phàn nàn rằng em rất sợ hôn, bởi vì mỗi một lần bạn trai em hôn là anh cứ thở phì phò vào mặt của em ấy, và cái đấy thì nó là một cái kỹ năng mà khi mà hôn thì chúng ta cố gắng điều chỉnh cái nhịp thở nó nhịp nhàng, nhẹ nhàng thôi, để cho cái hơi thở của chúng ta nó nhẹ nhàng tản dần trên mặt. Nếu mà chúng ta cứ thở mạnh, thở gấp quá nhiều thì làm cho người phụ nữ rất là khó chịu. Chúng ta nên có những cái cách mà vệ sinh răng miệng cả hai bên rất là cẩn thận trước khi chúng ta tiến hành những cái nụ hôn sâu. Cái mùi của thức ăn và nước uống nó còn đọng lại khi mà tạo ra cái cảm giác rất là khó chịu cho cái đối tượng mà nhận cái nụ hôn của mình. Cái chuyện đấy một lần hai lần người ta chấp nhận được, nhưng mà nếu mà cứ tái diễn mãi thì dẫn đến những cái xung đột trong gia đình rất là nhiều, chỉ vì một cái nụ hôn không thôi. Thế còn các bạn nam trẻ thì đấy cũng nên tập những cách hôn làm thế nào để tạo ra cái cảm giác rất là nhẹ nhàng cho người phụ nữ, làm thế nào để xua tan đi cái cảm xúc buồn phiền của người ta, thì những cái đấy là các bạn nam cũng phải học, chứ không phải là tự chúng ta sẽ có. Sau này giả sử tôi có mở một cái lớp rằng dạy các bạn hôn trước khi quan hệ tình dục thì các bạn cũng nên tham gia, bởi vì đây là một cái hoạt động rất là tốt và nó giúp cho các bạn giao tiếp được với cái đối phương của mình tốt hơn, truyền tải thông điệp của các bạn nhiều hơn, chứ không phải là các bạn làm một cách rất là tự nhiên và đôi khi nó lại mang lại cái tác dụng phản cảm. Vâng. Tranh cũng có nghĩ rằng một lớp học, một lớp dạy hôn cho các bạn nam hay là những người đàn ông là một điều cần thiết không? Em nghĩ là rất cần thiết, tại vì nó không những là đem đến cho người ta cái, như mình nói ban nãy, đó là cái liều thuốc dành cho con người khi mà bị stress hay gặp bất cứ một vấn đề gì đấy. Nhưng em nghĩ là có nên mở một lớp dành cho phụ nữ nữa không ạ? Bởi vì là cả nam cả nữ đều có vai trò trong nụ hôn đúng không ạ? Đấy là cái sự mà đòi bình đẳng đấy. Vâng ạ. Khi mà có ý định mà mở ra cho các anh nam giới thì chị em phụ nữ cũng sẽ đòi. Đương nhiên là một lớp học bao giờ cũng bao gồm cả một đôi, và chỉ có những người mà đã có một đôi, một couple rồi thì người ta mới học chứ. Vâng. Khi mà xem một bộ phim Mỹ thì tôi thường thấy là các bạn gái rất là thẳng thắn, nói thẳng với các bạn trai hoặc là người yêu của mình rằng anh hôn rất là giỏi, hoặc là chê thẳng thừng luôn là anh không biết hôn, hoặc là anh là người không hôn giỏi. Thế nhưng mà tôi cảm giác như rằng rất nhiều người phụ nữ Việt Nam và các bạn gái sẽ rất khó ra nói điều đấy. Nếu như có những cái lớp học thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho rất nhiều để có nụ hôn tốt hơn. Nhưng nếu chưa có những cái lớp học thì các bạn gái cũng có nên, hoặc là những người vợ cũng có nên thẳng thắn và chia sẻ và động viên người chồng hoặc bạn trai của mình có những cái cách hôn như thế nào đấy để giúp họ cảm nhận được nụ hôn được tốt hơn, và đặc biệt là nụ hôn mang lại ý nghĩa trong đời sống tình dục rất là nhiều. Tôi nghĩ là rất nên chứ, bởi vì khi mà chúng ta đã yêu nhau rồi, chúng ta đã trở thành vợ thành chồng rồi, trở thành một đôi rồi, thì cái điều đấy là cái điều mà rất là cởi mở và chúng ta cần phải trao đổi với nhau, bởi vì rõ ràng là hai người nam và người nữ là hai cá thể khác nhau. Có thể là người nam rất thích cái phong cách như vậy, người nữ không thích. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải trao đổi. Đây là đặc biệt quan trọng trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà mọi người mới bắt đầu bước vào cuộc sống gia đình. Yeah. Nếu mà người phụ nữ không cởi mở, không chia sẻ tất cả những cái gu của mình thì rất khó cho người nam giới. Và người nam giới cũng phải thể hiện những cái gu của mình để cho người phụ nữ biết. Và khi mà hai người sẽ có cái sự hòa hợp được với nhau thì cái cuộc sống nó êm đềm, nó trôi đi. Nếu hai người mà không có cái sự hòa hợp với nhau thì nó sẽ xảy ra vấn đề. Và khi mà xảy ra vấn đề rồi, nếu chúng ta cởi mở cùng nhau giải quyết
Và tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì khi mà người phụ nữ nói rằng là anh hôn nụ hôn như thế chưa được, em thích thế này cơ, em thích ở vị trí này cơ, và anh hãy nhẹ nhàng hơn, em không thích là mạnh mẽ quá, gấp gáp quá, thì cái đấy thì nam giới sẽ sửa lại ngay. Và tôi không biết ai, nhưng mà riêng tôi thì phụ nữ mà muốn thế nào tôi sẽ thay đổi như thế. Đấy. Trang không có bao giờ phàn nàn hay là có những cái chia sẻ thẳng thắn đối với người bạn trai của mình về nụ hôn không? Em có, tại vì con người ta là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Khi mà mình đến với nhau này là một đôi yêu nhau á, biết đâu em lại thích thế này nhưng anh lại thích thế khác. Đôi khi chúng em vẫn chia sẻ với nhau và em có nói là em thích như thế này, hoặc là anh làm như thế làm em cảm thấy không được vui. Như thế em nghĩ là cái sự chia sẻ đó làm cho con người ta gắn kết hơn rất nhiều, và cũng giảm đi tối đa cái sự gọi là bất đồng quan điểm. Tôi nghĩ rằng là đấy, hơn lúc nào hết chính là người phụ nữ là cái người mà rất cởi mở, phải nói tất cả những cái điều, phải trao đổi tất cả những cái điều đấy. Bởi vì như chúng ta xác định, mỗi người một cá thể, mỗi người một cái sở thích, và không ai giống ai cả. Và cuộc sống hòa hợp của hai người đấy là sự đi tìm, lựa chọn những điểm chung. Rõ ràng là khi mà chúng ta chưa có điểm chung vốn có của hai người thì chúng ta phải tự thích nghi với nhau và tự trao đổi với nhau để tạo đến một cái điểm chung nhất thôi. Mỗi một ngày, mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm chúng ta phải có một cái nụ hôn nó khác nhau, nó tạo ra những cảm xúc khác nhau. Như thế đấy là chính là cái cách mà chúng ta làm mới cái tình yêu của hai người. Nếu mà chúng ta cứ mãi mãi đi theo một con đường, mãi mãi một cái cách như thế thì thật sự là nam giới cũng chán. Vâng. Nam giới chúng tôi cũng chán. Nếu mà phụ nữ mà chỉ có một cái nụ hôn mãi mãi như thế thôi thì chán lắm. Vâng. Người ta nói rằng là ăn bữa cơm mãi với một cái món thức ăn như thế thì chán thật. Nhưng mà nếu ngày nay vẫn một bát cơm như vậy, chúng ta thay đổi cái hương vị đi, thay đổi cái thức ăn đi, thậm chí là thay đổi cái màu sắc đi, thì tự nhiên là cái bữa ăn của chúng ta nó đã khác hẳn. Thì trong cái nụ hôn, trong cái quan hệ vợ chồng nó cũng như vậy. Vâng. Câu hỏi này thì không biết là Trang Nhung có quan tâm hay không. Thì tôi nghĩ rằng là với một người phụ nữ hoặc là với một người đàn ông cũng thế thôi, nụ hôn như thế nào ở trong một ngày thì là đủ, thời gian bao nhiêu lâu sẽ mang lại một cái hiệu quả tích cực cho cái câu chuyện tình yêu cũng như là cuộc sống vợ chồng. Với bản thân em thì em cũng không biết bao nhiêu là đủ nữa. Vâng. Tại vì em nghĩ là hai người mà yêu nhau mà ở gần nhau thì lúc nào cũng rất là muốn nên cho nhau cái cảm giác vui vẻ, rồi là cái sự gắn kết. Theo tôi nghĩ thì ngoài cái tác dụng mà về sức khỏe ra, nhưng mà rõ ràng là nụ hôn nó truyền tải cho chúng ta một cái thông điệp yêu thương, thông điệp tình cảm, thì hạt tiện gì mà khi mà chúng ta không nói lời yêu thương với tất cả mọi người xung quanh chúng ta bằng những nụ hôn ngọt ngào. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mà các nhà khoa học vẫn thường khuyên rằng là chúng ta hãy cố gắng dành những cái lời yêu thương đấy cho những người mình yêu thương ít nhất 3 lần mỗi một ngày. 3 lần hôn trong một ngày là ít nhất. Đấy là những gì mà có thể giúp cho quý vị khán giả một liều thuốc chữa bệnh và đem lại một cái tinh thần sảng khoái trong cuộc sống trước những bộn bề và lo toan này. Cảm ơn Dr. Happy, người bạn đồng hành và chia sẻ với chương trình về nụ hôn ngày hôm nay. Và cảm ơn Trang Nhung cũng đã có những lời tâm sự và những chia sẻ về nụ hôn trong cuộc sống và ý nghĩa của chính bạn. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, nụ hôn có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó thể hiện tình cảm thân mật giữa mọi người với nhau. Và với những người yêu nhau và những cặp vợ chồng thì nụ hôn còn thể hiện sự lãng mạn, sự yêu thương. Vậy thì tại sao chúng ta không dành cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào để cuộc sống của mỗi người thêm hạnh phúc? Chúc cho tất cả quý vị và các bạn luôn luôn nhận được những nụ hôn của người thân yêu. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dr. Happy tuần sau.